Lần nào khám á là mình điện thoại tổng đài á, với lại có cái số điện thoại của khoa rồi điện để mình đăng ký đặt lịch. Cái lúc gọi á là cũng phải gọi nhiều lần do máy bận. Còn như lần này á là gọi cách đây một tháng. Sau đại dịch Covid-19, tại khoa tâm lý của Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số lượng đăng ký khám tăng đột biến. Nhiều trường hợp phụ huynh phải đăng ký trước cả tháng mới có lịch trống để khám cho con. Cái số lượng bệnh nhân khám đăng ký rất là nhiều, mà cái đặc thù của khám tâm lý thì mình tốn thời gian rất là nhiều. Để cho cái hoạt động mà khám tâm lý nó có chất lượng, mình phải có thời gian mình hỏi han, mình chăm sóc, mình quan sát bé chơi, quan sát cách bé nói chuyện, quan sát cách bé hành xử với lại người lớn thì mình mới rút ra được cái kết luận. Hiện tại khoa tâm lý của Bệnh viện Nhi đồng 2 có 9 phòng khám. Tuy nhiên, bệnh viện chỉ có 6 cử nhân tâm lý và 3 bác sĩ tâm lý tâm thần chịu trách nhiệm thăm khám. Trong khi đó, để khám cho một trường hợp phải mất từ 25 đến 40 phút. Điều này dẫn đến việc lịch khám bị đẩy lên nhiều ngày. Bệnh viện cũng rất là tăng cường lên sử dụng hết công suất của các cái cử nhân và các bác sĩ đó. Rồi cũng có mở thêm 1-2 buổi trưa làm ngoài giờ nữa để mà phục vụ, nhưng mà nó cũng không có đáp ứng được nhiều lắm. Tại vì cái lực lượng nhân viên của mình đó, nó cũng có giới hạn đó thôi. Trước nhu cầu khám bệnh tăng cao, bệnh viện cũng đã linh động khám cho những trường hợp khẩn cấp. Với các trường hợp ít khẩn cấp hơn, phụ huynh sẽ được tư vấn khám bác sĩ nội khoa trước để đánh giá tình trạng bệnh. Sau đó, nếu có chỉ định cần can thiệp tâm lý, bệnh nhân sẽ được ưu tiên. Đặc biệt, với những trường hợp đặt lịch khám, cũng không cần phải đặt cọc tiền trước. Phụ huynh cũng thường xuyên, nghĩa là giao tiếp nhiều hơn với trẻ, lắng nghe, thấu hiểu trẻ để mà mình có thể là mình phát hiện sớm ra những cái biểu hiện mà nó không phù hợp với trẻ, nó có thể diễn tiến xấu để mình có thể ngăn ngừa và điều trị kịp thời cho bé. Trước thực trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã xây dựng và đưa ra những chính sách tuyển dụng, đãi ngộ nhất định. Tuy nhiên, vẫn gặp khó khăn do vướng mắc các quy định chung của ngành. Nguồn lực mà để mà khám tâm lý, điều trị tâm lý rất là cao. Mà cái hoạt động mà khám điều trị tâm lý nó đòi hỏi giao tiếp nhiều, nói nhiều, rất vất vả. Rõ ràng ta rất vất vả, mà cái lương của cái bệnh viện công thì nó có quy định. Thì cũng có cái sẽ là có một cái động viên khuyến khích cho đi học sớm hơn, rồi cho đi học nhiều hơn để mà nâng cao trình độ chuyên môn. Hoặc là chế độ đãi ngộ thì sẽ có một cái khoản nào đó, nhưng mà cũng nhỏ nhỏ thôi, chứ không có thể nào mà mình thỏa mãn được cái theo như xã hội hết. Rõ ràng là những người mà làm tâm lý hiện giờ mà đang gắn bó với đồng hai là người ta làm vì cái gọi là gì, niềm đam mê. Tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận thời gian gần đây nhu cầu khám tâm lý tăng cao, nhưng nhân lực về sức khỏe tâm thần trẻ em chưa đáp ứng đủ. Để giải quyết vấn đề này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có hệ thống cấp cứu trầm cảm để đối phó với các trường hợp trầm cảm. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã tham mưu để Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, ngoài việc tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến chuyên gia, sẽ phối hợp với ngành giáo dục để triển khai đánh giá sức khỏe tinh thần cho học sinh, trẻ em vào đầu năm học. Đồng thời, sẽ có chuyên gia tâm lý tư vấn tại các trường học và thực hiện công tác chuyển đổi số về quản lý dữ liệu tâm thần của học sinh trên địa bàn thành phố.